Chạy pin luôn nha mấy bác. Giữ 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 giữ. Sạc pin em sạc vô rồi nè. Cắm sạc chạy pin luôn mới ghê chứ. Nhiệt. Cái này có nhiệt luôn. Có rung luôn. Nó dần ở dưới thắt lưng. Bắt tờ e là thiệt chứ. Hàng VIP nó có khác. Chỉ duy nhất một cái con này nó đang bị cái này. Giờ em không khéo tay đây, nó bị xúc cái này kìa. Cái này nó chặn ngay đây nè. Giờ nó xúc này kìa. Đó. Cái này là tháo được cái này ra. Lấy cái này ra ngoài. Còn lại may ép vô đây chắc được. Cũng không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà có điều nó lỗi thì em báo là nó có lỗi gì thôi. Nó bị xúc cái này kìa. Không lẽ cái này nó phải dính vô đây. Đẹp long lanh. Có pin luôn. Đời 2020 luôn mới ghê nha. Giờ đây. Quay khó quá. Nó rung khó quay quá. 2020 luôn mới ghê chứ.